Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Mùa thu là mùa se lạnh, mùa gợi nhớ, gợi thương, cũng là mùa của trái ngọt đậm đà. Một trong những loại quả được nhiều người ưa chuộng chính là chuối tiêu. Chuối tiêu có quanh năm, nhưng đến mùa thu, đông lại thành thức quả quý. Hương thơm vị ngọt đậm đà lại dễ trồng ở vườn của mọi nhà. Chuối tiêu chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Không chỉ ngon, bổ, rẻ, chuối tiêu còn là một vị thuốc quý trong đông y. Do đó, bạn không nên bỏ qua tác dụng chữa bệnh của chuối vào mùa này. Theo cựu đại tá, lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội, tác dụng chữa bệnh của chuối đã được ghi nhận lâu đời trong sách đông y. Cụ thể ra sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay cùng Sống An Vui nhé! Chuối là một trong những trái cây hấp dẫn nhất thế giới với nhiều lợi ích về sức khỏe. Loại trái cây này có nhiều chất dinh dưỡng giúp giảm sưng, giảm cân, tăng cường hệ thần kinh và sản xuất bạch cầu. Trong chuối chứa nhiều chất kali, chất xơ, magie, vitamin B6 và vitamin C. Dưới đây là những lợi ích của chuối đối với cơ thể. 1. Chuối tốt cho những người cao huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy, ăn ít nhất 3 quả chuối mỗi ngày sẽ giúp giảm huyết áp đáng kể. Một quả chuối có trung bình 422 microgram kali và gần như không có natri, giúp trung hòa vấn đề tăng huyết áp thường gặp phải khi cơ thể nạp natri trong quá trình ăn uống hàng ngày. 2. Chuối giữ cho thận khỏe mạnh. Trong một nghiên cứu trên 61.000 phụ nữ Thụy Điển, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn 3 phần trái cây và rau quả mỗi ngày, đặc biệt là chuối, có thể giảm đáng kể nguy cơ ung thư biểu mô tế bào thận, loại ung thư thận phổ biến nhất nhờ vào nồng độ cao của các hợp chất phenolic trong chuối có tác dụng chống oxy hóa. Một nghiên cứu lớn khác với hơn 90.000 phụ nữ cũng cho thấy những người tiêu thụ nhiều kali mỗi ngày có nguy cơ sỏi thận thấp hơn 35%. Do kali có thể giúp cơ thể loại bỏ canxi dư thừa. Natri chính là tác nhân hình thành sỏi thận phổ biến nhất. 3. Tốt cho tiêu hóa. Bạn có cảm thấy không thoải mái do nóng rát trong đường tiêu hóa? Ăn chuối sẽ giúp dễ tiêu hóa và được coi là không gây kích thích cho dạ dày. Chuối chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ đóng vai trò quan trọng để cải thiện tiêu hóa, nhất là giải quyết vấn đề táo bón. 4. Tốt cho tim mạch. Ăn chuối tốt cho tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chất xơ hòa tan có trong chuối giúp giảm nguy cơ bệnh tim. 5. Giúp bạn ngủ ngon. Một quả chuối cung cấp khoảng 27 microgram magie, chất giúp bạn ngủ ngon. Nếu cơ thể thiếu magie, bạn sẽ luôn cảm thấy lo lắng, trầm cảm và nhiều rối loạn khác. Lời khuyên là hãy ăn 3 quả chuối mỗi ngày. 6. Có lợi với những người bị thiếu máu. Chuối giúp chống thiếu máu nhờ chứa hàm lượng sắt cao. Hơn nữa, vitamin B6 trong chuối giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, rất có lợi với những người bị thiếu máu. 7. Trị loét. Chuối không gây đau đớn, mà ngược lại, kết cấu mềm mại của chúng sẽ bao phủ lớp lót dạ dày. Bằng cách này, chuối giúp bạn ngăn ngừa axit ăn mòn và kích thích. 8. Cải thiện năng suất thể thao. Nếu bạn vận động nhiều hay chơi các môn thể thao thì chuối là sự lựa chọn tuyệt vời và hiệu quả để cung cấp năng lượng cho cơ bắp. Chuối cung cấp các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng để tăng năng suất cho buổi tập luyện của bạn. 9. Chữa chứng buồn nôn khi say. Ăn chuối có thể làm cơ thể giảm bớt sự khó chịu, nôn nao sau cơn say vì trong chuối chứa kali, khoáng chất bị mất khi bạn uống bia rượu. Thiếu những chất này là lý do làm mất nước, buồn nôn, khó chịu do say. 10. Lâu đói. Chuối có chứa một loại carbon hydrate giúp no lâu hơn trong khoảng thời gian dài. Chuối cũng là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời vào buổi chiều. Chuối giúp ức chế cơn đói nhờ mùi hương dễ chịu. Mùi hương này có thể ngăn chặn sự thèm ăn. Nghiên cứu của tiến sĩ Alan Hiss thuộc Tổ chức Nghiên cứu Mùi vị ở Chicago, Mỹ đã cho thấy ngửi chuối khi đói, bạn sẽ đánh lừa não bộ rằng cơ thể bạn đã ăn no. Do vậy, muốn giảm cân, hãy ngửi hương chuối. 11. Cung cấp vitamin C. Chuối chứa vitamin C, chất chống oxy hóa thiết yếu, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giúp ngăn cơ thể bị viêm. 12. Chữa trầm cảm. Loại quả này giúp khắc phục trạng thái tinh thần do mức tryptophan cao. Tryptophan chuyển thành serotonin giúp cải thiện tâm trạng. 13. Giảm cân. Chuối giàu chất pectin giúp giải độc cơ thể bằng cách xả các chất độc ra khỏi cơ thể.
Nhờ vậy, đây là thực phẩm giúp giảm cân nhanh hơn. 14. Làm sáng da, cải thiện thị giác. Chuối chứa vitamin C và A giúp sáng da. Các chất này cũng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin E và lutein đều tốt cho mắt. 15. Giảm bụng to. Chuối giúp ngăn giữ nước và khí trong dạ dày. Nhờ vậy, vòng eo của bạn có thể được thu nhỏ. 16. Xây dựng các mô cơ nạc. Chuối là một nguồn cung cấp magie giúp giảm co bóp, thư giãn và tổng hợp protein, làm tăng khối lượng cơ trong cơ thể. 17. Kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Chuối điều chỉnh nhiệt độ cơ thể một cách hiệu quả và cực kỳ hữu ích trong trường hợp sốt. 18. Làm giảm chứng ợ nóng. Chuối hoạt động như chất chống axit, làm giảm chứng ợ nóng và trào ngược axit. Chỉ một quả chuối sẽ cho kết quả ngay lập tức trong trường hợp này. 19. Chuối giúp giữ nước. Kali giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là các chất điện giải mất đi như natri, magie, canxi và cả kali sau khi tập luyện. Hoạt động vừa phải đến cường độ cao có thể gây thiếu hụt kali trong tế bào và vận động viên được khuyến khích ăn thực phẩm giàu kali để chống lại sự mất cân bằng này. 20. Chuối làm giảm chuột rút. Có thể bị chuột rút cơ bắp trong khi ngủ nếu mệt mỏi sau một ngày hoạt động thể chất kéo dài. Để ngăn ngừa chuột rút cơ bắp, hãy ăn một quả chuối. Magie và kali trong chuối sẽ giúp khôi phục tổn thương cơ và chuột rút. Lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, bạn hoàn toàn có thể sử dụng chuối tiêu để làm thuốc chữa bệnh. Ăn nhiều chuối cũng giúp cơ thể luôn dồi dào sinh lực, đôi mắt sáng và làn da khỏe đẹp. Một số bài thuốc chữa bệnh từ chuối tiêu rất dễ làm, dễ thực hiện mà bạn có thể làm ngay tại nhà. Xin mời quý vị cùng tham khảo. Những bài thuốc chữa bệnh dễ áp dụng từ chuối tiêu, ai cũng nên dắt túi khi tiết trời giao mùa. Viêm khí phế quản, ho khan, đờm ít dính, táo bón. Lấy 3 quả chuối tiêu chín, 100g đường phèn, chuối tiêu bóc vỏ, đem cắt thành từng đoạn khoảng 2cm, cùng với đường phèn đem hấp cách thủy, ăn mỗi ngày 1-2 lần cho đến khi hết bệnh. Bệnh nhân cao huyết áp, mỗi ngày ăn 3 lần chuối tiêu, mỗi lần ăn 1-2 quả, ăn liên tục trong 2 tháng sẽ giúp giảm tình trạng bệnh. Táo bón, ăn chuối tiêu trước khi đi ngủ sẽ đem lại công dụng chữa bệnh táo bón rất tốt. Viêm loét dạ dày, chuối tiêu xanh đem sấy khô, tán thành bột, ngày uống 3 lần, mỗi lần 6g. Chữa đau dạ dày, bạn lấy chuối tiêu xanh gọt vỏ, rửa sạch, sắt thành từng miếng nhỏ, ngâm qua nước muối, sau đó đem phơi sấy khô, tán thành bột mịn cất vào lọ. Mỗi lần lấy khoảng 30g đem ra uống với nước sẽ có tác dụng chữa đau dạ dày. Hoặc bạn có thể trộn thêm cùng mật ong để tăng cường khả năng chữa bệnh đau dạ dày. Ngứa da, sắc vỏ chuối lấy nước rửa. Bỏng da, dùng dầu chuối bôi ngày 1-3 lần. Mụn nhọt, là chuối tiêu tươi, giã nát, vắt lấy nước bôi. Nứt nẻ da chân tay, chuối tiêu một quả, chuối nhừ càng tốt, sấy nóng. Chữa tiểu da máu, củ chuối tươi 120g, cỏ nhọ nồi 30g, sắc lấy nước, uống trong ngày. Chữa trĩ da máu, chuối 2 quả, để cả vỏ, nấu chín, ăn trong ngày, dùng nhiều lần. Chữa trúng độc do ăn uống, củ chuối tiêu 200-500g, thái miếng, sắc đặc lấy một bát, cho uống để gây nôn. Mỗi buổi tối rửa tay chân bằng nước ấm, xoa chuối vào chỗ đau, dùng liên tục sẽ khỏi. Những đại kỵ khi ăn chuối, cần biết để khỏi mang họa. Nhiều người có thói quen ăn chuối vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, vì cho rằng đây là loại thực phẩm bổ dưỡng, nên việc dùng chuối trở nên tự do hơn bao giờ hết. Nhưng các bạn cần hết sức lưu ý là chúng ta không nên dùng chuối trong lúc cơ thể đang đói, dạ dày đang trống rỗng. Nguyên nhân là do trong chuối có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng trong đó có hai chất gồm magie và kali, có thể gây tình trạng mất cân bằng cho hệ tim mạch, chướng bụng. Người ăn sẽ cảm thấy khó chịu trong cơ thể. Chính vì vậy, nếu muốn dùng chuối thì các bạn cần phải đảm bảo rằng chỉ nên ăn chuối sau bữa ăn, tuyệt đối không nên ăn khi đói. Tránh ăn chuối vào giấc sáng hay lúc đang tập trung cao độ trong công việc đòi hỏi suy nghĩ, tư duy nhiều. Nguyên nhân là do thành phần serotonin dễ gây buồn ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vì vậy, các bạn có thể dùng chuối vào bữa trưa hoặc bữa tối để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông y Hà Nội khuyến cáo,
những người mắc bệnh sau không nên ăn nhiều chuối. 1. Người bị đau dạ dày. Với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu. Còn các loại chuối khác, với những người bị đau dạ dày muốn ăn thì phải ăn chuối đã chín và sau khi ăn cơm no. Lúc này, chuối sẽ có tác dụng bảo vệ và trung hòa axit dạ dày. 2. Người bị sâu răng. Chuối là trái cây chứa nhiều đường, vì thế sẽ tăng nguy cơ sâu răng, hỏng men răng nếu ăn nhiều. 3. Người thừa cân, béo phì. Chuối chứa nhiều đường, giàu calo, tiêu thụ hơn 2 quả chuối thì có nghĩa là bạn nạp hơn 300 calo trên một lần. Do đó tốt hơn là chỉ nên ăn 2 quả chuối nếu bạn không ăn trái cây nào khác trong ngày. Nên người muốn giảm cân, người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều. 4. Người mắc bệnh tiểu đường. Nếu đang mắc bệnh tiểu đường thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu. 5. Người bị suy thận. Chuối lại chứa quá nhiều kali. Đây là một khoáng chất không tốt cho thận chút nào. Nếu suy thận ăn chuối nhiều, nạp nhiều kali, thận sẽ hoạt động hết công suất, sẽ làm hư hại đến thận. 6. Người đang bị đau đầu không nên ăn chuối. Chuối chứa một vài chất có thể làm giãn mạch máu, nhất là những trái chuối quá chín. Khi bạn đang chịu cơn đau đầu thì tốt nhất không nên ăn, vì nếu ăn, chúng sẽ khiến cơn đau của bạn kéo dài. Những thực phẩm không ăn cùng chuối. 1. Sữa chua. Thực ra, chuối và sữa chua khi kết hợp mang lại lợi ích cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn thuộc loại người bụng dạ yếu, dễ tiêu chảy thì rất nên tránh ăn kết hợp hai loại thực phẩm này. Sữa chua để trong tủ lạnh kết hợp cùng với một số chất trong chuối gây ra đau bụng và các bệnh tiêu chảy. 2. Khoai tây. Chuối với khoai tây khi kết hợp có thể dẫn đến một số phản ứng hóa học, trong đó sẽ sản xuất chất gây độc và gây ra các đốm nâu trên khuôn mặt. Tuy nhiên, bạn sẽ an toàn nếu ăn khoai tây và ăn chuối cách nhau tối thiểu 15 phút. 3. Khoai lang, khoai sọ. Hầu như các loại khoai đều không nên ăn cùng chuối. Nếu như ăn với khoai tây có thể gây ra chất độc thì ăn cùng khoai lang và khoai sọ sẽ khiến bạn bị đau dạ dày và gây chướng bụng. 4. Dưa hấu. Dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali. Chuối cũng rất giàu kali, nồng độ từ 283 đến 472 microgram trên 100g. Vì vậy, bệnh nhân bị suy thận không nên ăn những trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu để tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra. Mỗi phần của chuối chứa đầy các lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe. Loại cây khiêm tốn này với hoa, thân, quả và lá có thể được dùng theo những cách khác nhau vì lợi ích sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, do chuối có thể được tìm thấy dễ dàng trên khắp cả nước, bạn đừng nên phí hoài một siêu thực phẩm thiết thực. Hãy xem vì sao toàn thân cây chuối lại đều có tác dụng tốt cho sức khỏe như vậy nhé. Quả chuối. Theo trang tin Femina, quả chuối là một nguồn dinh dưỡng quan trọng. Nó cũng là một loại thuốc tiêu hóa tuyệt vời, hỗ trợ nhu động ruột và chứa chất xơ tốt cho đường ruột của bạn. Giàu vitamin B6 và vitamin C, quả chuối giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt tốt hơn, làm tăng số lượng huyết sắc tố và sức khỏe tổng thể của máu và tim mạch. Chuối là đồ ăn tuyệt vời cho phụ nữ mang thai vì nó hỗ trợ sức khỏe thai nhi. Nó cũng chứa nhiều kali và giúp ích cho việc điều trị cholesterol và huyết áp cao. Chuối cũng làm giảm các vấn đề dạ dày như táo bón, loét dạ dày. Hoa chuối. Hoa chuối rất tốt cho những người muốn ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2 vì nó cân bằng lượng đường huyết trong cơ thể. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, biến nó thành một loại thực phẩm lý tưởng đối với sức khỏe tế bào và chống lão hóa. Bên cạnh đó, hoa chuối chứa một loạt các vitamin và axit amin thiết yếu, ít calories và giúp tăng cường trao đổi chất. Nó cũng là tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể của các cơ quan sinh sản, hỗ trợ các bà mẹ cho con bú và ngăn nhiễm trùng. Thân chuối. Được hấp thu với chất xơ, thân chuối làm chậm quá trình giải phóng đường và chất béo được lưu giữ trong các tế bào cơ thể. Nước ép thân chuối giúp loại độc tố khỏi cơ thể. Nó được xem là một loại thuốc lợi tiểu và là một trong những cách hiệu quả nhất để làm sạch hệ thống cơ thể khỏi các chứng bệnh. Uống một ly nước ép thân chuối trộn với vài giọt nước cốt chanh mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận và làm giảm nhiễm trùng đường tiết niệu UTI. Nếu bạn có vấn đề thường xuyên với tính axit, nước ép thân chuối giúp điều chỉnh nồng độ axit trong cơ thể và khôi phục sự cân bằng. Ngoài ra,
nó có thể giúp giảm nhẹ chứng ợ nóng và cảm giác khó chịu trong bụng. Chuối sống. Chuối sống là một cách tuyệt vời để có được tất cả những lợi ích của chuối. Với các loại đường tự nhiên ít hơn, chúng có lợi cho bệnh nhân tiểu đường do sự hiện diện của kháng tinh bột. Chúng giàu chất xơ và ngăn ngừa hội chứng ruột kích thích, cũng như rất tốt cho sức khỏe tim. Chuối sống cũng rất tốt cho sức khỏe tinh thần và cảm xúc nói chung. Lá chuối. Mặc dù bản thân lá chuối thường không ăn được, nhưng không vì thế mà chúng ta không thể tận dụng lợi ích sức khỏe mà nó có thể mang lại. Từ hàng trăm năm nay, lá chuối đã được sử dụng để đựng thức ăn hoặc đóng gói thực phẩm. Trong lá chuối có chứa các polyphenol như EGCG, tương tự trà xanh, là chất mà thực phẩm có thể hấp thu và truyền vào cơ thể. Điều này giúp ích sức khỏe tế bào và sức khỏe tiêu hóa, và là một chất kháng khuẩn tuyệt vời. Nó cũng rất thân thiện với môi trường. Chuối là một món ăn nhẹ ngon và tốt cho sức khỏe, và chúng có các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho tiêu hóa. Chuối cũng có thể giữ cho trái tim khỏe mạnh và thúc đẩy giảm cân. Hãy ăn chuối thường xuyên để tận hưởng nhiều lợi ích sức khỏe của loại quả màu vàng này nhé!